chúng ta sẽ xem một cái video clip về một cái cuộc sống của hai người, trong đó có một người bệnh và một người sang sóc. Rồi, các bạn cũng vừa xem một đoạn video clip thì giữa hai người, người nào là người bệnh và người nào là người săn sóc thì chắc mấy bạn cũng đã đoán rồi. Thì đây là cái cuộc sống của một gia đình mà có người bệnh bị sa sút trí tuệ. Thì sa sút trí tuệ là một cái từ mà chúng ta nghe rất là thường xuyên gần đây. Vì vậy nó là gì? Thì theo định nghĩa, sa sút trí tuệ nó là một cái hội chứng mắc phải. Tức là một cái người trước đây hoàn toàn bình thường, vẫn đi chợ nấu ăn, vẫn sinh hoạt được, vẫn săn sóc gia đình bình thường, tự nhiên bắt đầu mất các chức năng. Cái thường biểu hiện đầu tiên là trí nhớ, người ta bắt đầu quên làm cái việc gì, quay lại tính quên mất tiêu, xong mất trí nhớ tăng dần, từ từ nó ảnh hưởng, quên nhiều quá, nhiều khi mất đồ nên nghĩ là có người ăn cắp, có người không tốt với mình, tức là xuất hiện những ảo giác hoang tưởng và có những hành vi không phù hợp. Và nó nặng đến nỗi mà bệnh nhân không còn đi làm và cũng không săn sóc được bản thân và không hòa nhập được xã hội. Thì lúc đó người bệnh sẽ được chẩn đoán là sa sút trí tuệ trên lâm sàng. Như vậy thì để chẩn đoán một trường hợp sa sút trí tuệ thì chúng ta phải chứng minh được người này có giảm sút về chức năng nhận thức, bao gồm trí nhớ và các cái loại nhận thức. Và cái việc suy giảm này đủ nặng để ảnh hưởng đến sinh hoạt của cuộc sống hàng ngày. Thì những cái phần trình bày tiếp theo của tôi thì chúng ta sẽ thấy được cái những cái biểu hiện này trong cái nhóm bệnh lý sa sút trí tuệ. Sa sút trí tuệ là một cái bệnh lý mà có rất là nhiều nguyên nhân. Có thể nói là có khoảng là 500 cái nguyên nhân gây nên sa sút trí tuệ. Thì trong đó, tuy nhiên thì đối với bác sĩ lão khoa chúng ta thì tôi hay nói với mọi người là chúng ta chỉ cần chẩn đoán được hai nhóm nguyên nhân sa sút trí tuệ là chúng ta cũng đã đạt rất là nhiều rồi. Nhóm thứ nhất là nhóm bệnh Alzheimer. Nhóm bệnh Alzheimer nó chiếm tỷ lệ là 60-80% trong cái nguyên nhân sa sút trí tuệ. Và nhóm thứ hai là nhóm sa sút trí tuệ mạch máu, nó chiếm tỷ lệ là 15-25%. Như vậy nếu mà chúng ta chẩn đoán mà tốt hai nhóm nguyên nhân sa sút trí tuệ Alzheimer và mạch máu là chúng ta đã chẩn đoán được gần 90-95% nguyên nhân của sa sút trí tuệ. Còn lại chỉ có 5% là những cái nhóm nguyên nhân còn lại. Cho nên đối với trường hợp chúng ta là bác sĩ lão khoa, chúng ta chỉ cần luyện chẩn đoán được sa sút trí tuệ và chẩn đoán được hai nguyên nhân sa sút trí tuệ Alzheimer và máu là chúng ta đã thành công trong cái thực hành lâm sàng. Thì cái biểu hiện lâm sàng của cái sa sút trí tuệ nó như thế nào? Thì người ta thấy là cái biểu hiện lâm sàng của sa sút trí tuệ nó sẽ rơi vào hai nhóm, nhóm nhận thức và hành vi. Tuy nhiên nó rất là đa dạng, do đó người ta phân ra thành nó làm 6 nhóm. Nhóm thứ nhất là người bệnh
bị giảm trí nhớ. Giảm trí nhớ đây thì nó tùy theo mức độ, ở giai đoạn đầu thì người ta sẽ giảm cái trí nhớ mới vừa xảy ra, ví dụ tính làm việc gì quay lại quên mất tiêu, hoặc là làm xong rồi một hồi hỏi lại không nhớ. Ví dụ như có những người hỏi một câu hỏi mà hỏi tới hỏi lui rất là nhiều lần, dẫn đến con cái rất là bực bội, và đó là một cái lý do rất là nhiều người đưa ba mẹ mình đi khám bệnh. Rồi diễn tiến tăng lên thì giảm trí nhớ nó sẽ làm quên đi những cái việc quan trọng, ví dụ như cất một số tiền lớn hoặc là cất những sổ hộ khẩu xong rồi tìm không ra. Rồi tăng hơn nữa thì bắt đầu là giảm cái trí nhớ về khuôn mặt của người thân, quên mất người thân, và tăng hơn nữa là những cái sự kiện, những cái tình tiết mà xa xưa trước đây rất nhớ cũng mất luôn, thì lúc đó là cái người bệnh gần như là mất hoàn toàn cái trí nhớ. Cái biểu hiện thứ hai của cái suy giảm nhận thức là mất ngôn ngữ, thường biểu hiện sớm, tức là đôi khi người bệnh muốn dùng một cái từ để diễn tả một cái đồ vật hoặc là muốn diễn tả một câu chuyện, tự nhiên người ta quên mất từ, và từ từ người bệnh sẽ không có thích tham gia vô các cái cuộc gặp mặt, bởi vì ra là mọi người nói mình không có diễn đạt được ý của mình, mà nhiều khi nói sai mọi người lại châm chọc hay là gì đó, nên người ta sẽ từ từ người ta sẽ mất dần ngôn ngữ. Biểu hiện thứ ba là rối loạn về định hướng, tức là cái này nó sẽ bộc lộ ra là ví dụ như là bình thường khi chúng ta để một cái đồ vật thì chúng ta sẽ nhớ là chúng ta để ở khu vực nào, trên cái đường đi nào, và chúng ta sẽ tìm rất là dễ. Thì cái biểu hiện sớm nhất của rối loạn định hướng là để đồ vật và không tìm ra. Sau tăng lên nữa là bắt đầu là bệnh nhân đi lạc ở những nơi mới vừa biết, và dần dần là đi lạc cả nơi quen thuộc. Và cái triệu chứng đi lạc là một cái triệu chứng rất là thường gặp của người bệnh sa sút trí tuệ mà ở giai đoạn trung bình hoặc là nặng. Rồi. Kế đến là cái triệu chứng về mất cái khả năng về cái sử dụng động tác, khả năng về tư duy phán đoán làm toán, và mất khả năng điều hành. Mất khả năng điều hành ở đây nó hay thể hiện tức là cái khả năng mà lên kế hoạch và thực hiện theo đúng như kế hoạch mình dự định là trước đây làm rất là tốt, và gần như là từ từ bị biến mất. Và nó hay bộc lộ rõ nhất là những người mà ở vai trò quản lý, dẫn đến là không thực hiện được công việc, không quản lý được công việc và phải nghỉ. Và một cái biểu hiện nữa là người bệnh xuất hiện những triệu chứng về trầm cảm, lo âu, rối loạn hành vi, và đôi khi có những hành vi không phù hợp. Thì đó là những cái biểu hiện của cái lâm sàng của sa sút trí tuệ. Thì cái biểu hiện này đó, nếu mà những cái biểu hiện suy rối loạn nhận thức và hành vi này nó mới xảy ra đơn lẻ và chưa ảnh hưởng hoạt động sống thì người ta gọi là suy giảm nhận thức nhẹ. Tuy nhiên khi mà những cái suy giảm nhận thức và này mà nó bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động sống, ví dụ như giảm những cái khả năng sử dụng phương tiện, giảm khả năng quản lý nhà cửa, vân vân, giảm khả năng quản lý tài chính, và cần phải có người khác giúp đỡ, thì lúc đó chúng ta bắt đầu có người bệnh bắt đầu bị vào giai đoạn sớm của sa sút trí tuệ. Còn nếu mà các hoạt động sống cơ bản, ví dụ như tắm rửa mà vệ sinh cá nhân vân vân bị ảnh hưởng thì lúc này đã là sa sút trí tuệ giai đoạn nặng. Thì chính vì vậy cho nên khi mà khám trên lâm sàng thì người ta nhận thấy rằng là hỏi bệnh sử là cái rất là quan trọng khi khám một cái người bệnh đến than phiền với chúng ta về biểu hiện suy giảm nhận thức, thường nhất là biểu hiện quên. Thì khi hỏi bệnh sử chúng ta sẽ hỏi cái khởi phát của bệnh, cái diễn tiến của bệnh, những cái triệu chứng nào chính, nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ định hướng được cái nguyên nhân của bệnh. Ví dụ như trong sa sút trí tuệ, cái biểu hiện rất là sớm là quên, và cái quên này nó phải xảy ra rất là lâu và diễn tiến từ từ tăng dần. Cho nên nếu chúng ta có một bệnh sử một người quên mà 2-3 năm từ từ tăng dần, tới bây giờ quên rất là nhiều, thì khả năng chúng ta đang gặp một cái người sa sút trí tuệ. Phần hỏi bệnh sử thứ trong cái phần thứ hai trong hỏi bệnh sử là chúng ta phải hỏi cho được là cái hoạt động sống của cái người này có bị ảnh hưởng hay chưa, có cần phải có người khác giúp đỡ hay không. Nếu trong cái hỏi bệnh sử mà chúng ta thấy rằng là
con cái hoặc người nhà trong gia đình mà phải nghỉ làm để hỗ trợ ba mẹ, người thân của mình trong những cái việc làm, trong việc săn sóc gia đình vân vân, hoặc là săn sóc bản thân, thì lúc đó ta có được cái chứng minh thứ hai là trong bệnh sử là người bệnh đã bị ảnh hưởng đến hoạt động sống. Và lúc đó chúng ta sẽ có hai cái dữ liệu, đó là suy giảm nhiều chức năng nhận thức và ảnh hưởng đến hoạt động sống. Như vậy chúng ta sẽ chẩn đoán được trên lâm sàng là bị khả năng bị sa sút trí tuệ. Bên cạnh cái việc mà hỏi bệnh sử thì chúng ta sẽ tiến hành khám. Thì khám đầu tiên là khám tổng quát, bởi vì có nhiều cái bệnh là bệnh hệ thống, nó ảnh hưởng, làm cho ảnh hưởng đến sự tập trung chú ý và biểu hiện giống như sa sút trí tuệ cấp. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu. Đồng thời nhiều khi người bệnh bị sa sút trí tuệ nhưng có một bệnh lý tổng quát chồng lên, nó làm cho cái tình trạng của cái bệnh nó nặng lề nề thêm và dễ bị xuất hiện sa sút trí tuệ hơn. Ví dụ như người ta nhận thấy rằng là cái tỷ lệ cái nhóm sa sút trí tuệ rất là cao trên những cái người mà có những yếu tố nguy cơ mạch máu hoặc là những bệnh nhân đái tháo đường. Sau khi khám tổng quát xong thì chúng ta tiến hành khám thần kinh. Khám thần kinh mục đích để làm gì? Để xem người bệnh có dấu thần kinh định vị không. Nếu mà một người bệnh mà giảm nhận thức mà có dấu thần kinh định vị thì coi chừng người bệnh này có những cái tổn thương khu trú, ví dụ như là khối choán chỗ hoặc là những cái sang thương viêm vân vân, hoặc là cái dấu thần kinh khu trú này xuất hiện đột ngột thì coi chừng có cái nguyên nhân mạch máu, ví dụ như là tai biến mạch máu não, xuất huyết não, nhồi máu não nó xảy ra và chính là đã yếu tố làm cho người bệnh bị cái tình trạng là sa sút trí tuệ, ta gọi là sa sút trí tuệ mạch máu. Còn đối với người bệnh Alzheimer, nhất là ở giai đoạn sớm, thì khi khám thần kinh thường chúng ta sẽ thấy đây là một cái người bình thường về các cái chức năng thần kinh định vị hoàn toàn không bộc lộ. Thì nếu một người chỉ có giảm trí nhớ từ từ tăng dần và không có dấu thần kinh định vị gì hết thì chúng ta có khả năng đây là một người bệnh Alzheimer. Bên cạnh cái việc khám thần kinh thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân làm những bài test đánh giá chức năng trí nhớ và nhận thức. Ví dụ như đây, đây là một cái test tầm soát mà chúng ta rất là hay thường dùng, nó gọi là MMSE. Cho tới bây giờ, mặc dù có rất là nhiều cái test tầm soát được đề cập, nhưng MMSE vẫn là một test dễ làm và có độ tin cậy khá cao. Thì MMSE nó đánh giá được định hướng về thời gian, không gian, trí nhớ, khả năng tính toán, ngôn ngữ và hình vẽ. Thì những cái chức năng này nó giúp cho chúng ta, ví dụ những người mà vẽ hình không được thì thử người này nó sẽ rối loạn về mặt thị giác không gian và rất là dễ bị đi lạc. Những người mà suy giảm về mặt ngôn ngữ thì đương nhiên trong thực tế họ cũng giảm chức năng về ngôn ngữ. Những người mà giảm về trí nhớ thì họ cũng sẽ giảm về trí nhớ vân vân. Thì cái tổng điểm của MMSE này nó là 30 điểm. Và khi mà một người bệnh có than phiền về giảm trí nhớ và nhận thức, nếu mà cái điểm của người ta từ 24 điểm trở xuống, khả năng người này bị sa sút trí tuệ. Và người ta dựa vào điểm MMSE, người ta cũng phân loại mức độ bệnh nặng. Ví dụ như là 18 tới 24 là nhẹ trung bình, 10 tới 17 là nặng và dưới 10 là rất là nặng. Còn trong cái điểm mà nó dao động từ 25 tới 27 thì khả năng là suy giảm nhận thức nhẹ. Thì trước đây thì chúng ta chẩn đoán sa sút trí tuệ theo cái thang điểm DSM-4. Thang điểm DSM-4 thì nó ưu tiên cái chức năng nhận thức đầu tiên là giảm trí nhớ, tức là phải chứng minh người bệnh có giảm nhận thức trong hai nhóm, nhóm nhất là giảm trí nhớ và nhóm thứ hai là một trong các loại nhận thức còn lại, ví dụ như ngôn ngữ, khả năng sử dụng động tác, khả năng cái khả năng nhận biết và xác định được đồ vật và chức năng điều hành. Và hai cái khiếm khuyết này phải đủ nặng để ảnh hưởng đến cái hoạt động sống hay công việc của người bệnh. Và khi chẩn đoán sa sút trí tuệ thì người bệnh không được sảm hoặc là không có những bệnh lý tâm thần kèm theo. Thì đây là cái tiêu chuẩn sa sút trí tuệ theo DSM-4. Tuy nhiên sau này người ta nhận thấy rằng có những bệnh nhiều khi cái chức năng trí nhớ nó không phải là biểu hiện đầu tiên. Ví dụ như sa sút trí tuệ mạch máu, đôi khi chức năng điều hành là biểu hiện đầu tiên. Chính vì vậy cho nên cái tiêu chuẩn chẩn đoán về sau như DSM-5 thì người ta chia đều các chức năng nhận thức, trong đó trí nhớ và các chức năng nhận thức khác một cách là đồng đều theo như là tiêu chuẩn DSM-5. Thì đây là cái tiêu chuẩn DSM-5 được đề ra vào năm 2000
13. Thì cái nhóm mà chức năng á, người ta chia làm 6 nhóm. Trong đó đầu tiên, một cái người mà suy giảm chức năng nhận thức đầu tiên á, là suy giảm, đó là chức năng tập trung. Thì không những là người bệnh mà các bạn đang nghe bài ở đây á, các bạn cũng có thể đang bị giảm cái khả năng tập trung. Thì người ta định nghĩa là gì? Giảm tập trung là giảm khả năng duy trì, chọn lọc và phân tác và tốc độ xử lý thông tin. Ví dụ như chúng ta tính làm việc gì đó từ đằng trước ra đằng sau, chúng ta quên mất tiêu. Hoặc là chúng ta dự định là xe gần hết xăng, chúng ta sẽ chạy trên đường về, chúng ta ngang qua cái cây xăng, chúng ta sẽ đổ xăng. Nhưng mà trên đường về thì chúng ta có một cuộc điện thoại hay có một chuyện gì khác xảy ra, nó cắt ngang cái dòng suy nghĩ và chúng ta đi ngang qua cây xăng và chúng ta sẽ không đổ xăng. Như vậy, cái việc mà khả năng tập trung nó thường nó bị suy giảm rất là sớm trong các chức năng nhận thức. Nhóm chức năng thứ hai là chức năng điều hành, tức là lên kế hoạch và ra quyết định, thực hiện theo kế hoạch. Nhóm chức năng thứ ba là học tập và trí nhớ. Nhóm thứ tư là ngôn ngữ. Nhóm thứ năm là chức năng về vận động trí tuệ, tức là chức năng thực hiện theo cái thị giác không gian. Và chức năng thứ sáu là chức năng nhận thức xã hội, tức là chức năng là thực hiện cho cái cho phù hợp với cái điều kiện môi trường xung quanh. Thì đây là 6 cái chức năng mà trong cái chẩn đoán sa sút trí tuệ theo DSM-5 đề nghị chúng ta khi gặp một người bị suy giảm nhận thức thì chúng ta khám xong thì chúng ta xem là bệnh nhân sẽ rơi vào các cái chức năng nào. Đó. Và theo tiêu chuẩn DSM-5 thì người ta chẩn đoán sa sút trí tuệ là gì? Đó là có suy giảm đáng kể ở ít nhất 2 lĩnh vực nhận thức. Tức là lĩnh vực tập trung chú ý, điều hành, trí nhớ, ngôn ngữ, thị giác không gian và nhận thức xã hội. Thì cái việc mà giảm 2 chức năng nhận thức này có thể dựa trên than phiền của người bệnh. Tôi lấy ví dụ như người bệnh hoặc người nhà đến nói là: bác sĩ ơi, dạo này mẹ tôi á, là làm cái gì á, quay lại dự định làm là quên. Đó, như vậy chúng ta thấy rõ ràng người này là bị giảm về chức năng tập trung chú ý. Cái thứ hai là người nhà họ nói là đồ mà mẹ tôi cất á, là coi như không bao giờ tìm ra, bởi vì không nhớ được vị trí. Chúng ta vậy là người này là cái chức năng về nhận thức vị trí trong không gian bị suy giảm. Như vậy người này là bị giảm 2 chức năng nhận thức. Đó. Và cái yêu cầu thứ hai là suy giảm này có thể chứng minh bằng các test thần kinh tâm lý. Ví dụ như người bệnh có than phiền như vậy, người ta làm một cái điểm MMSE và thấy là cái người bệnh này bị giảm xuống còn có 21, 22 điểm hoặc 23 điểm. Như vậy là nó có tình trạng suy giảm các chức năng. Trong đó thì cái chức năng trí nhớ cũng giảm, được chức năng vẽ hình cũng giảm, vân vân. Thì chúng ta xác định được là chứng minh bằng cái test. Và cái đặc tính thứ hai là cái việc suy giảm này ảnh hưởng đến tính độc lập trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như là phải cần có sự hỗ trợ trong những cái công việc giao dịch, hoặc là ví dụ như người ta nói là trước đây là cái người chồng là đứng bán hàng hoặc người vợ đứng bán hàng, nhưng bây giờ một mình đứng bán hàng không được nữa bởi vì thối tiền chậm, rồi giao hàng cho người ta là giao hàng sai, hoặc là thậm chí bán hàng không thâu tiền vân vân. Cuối cùng là người nhà không cho bán hàng chính nữa mà trở thành là cái người phụ và người khác phải ra bán. Thì như vậy là bắt đầu có suy giảm về cái tính độc lập trong cái hoạt động hàng ngày trong cái công việc. Và đương nhiên và phải được chẩn đoán ở bệnh nhân đang tỉnh táo, không bị mê sảng, lú lẫn, hôn mê vân vân, và không bị các bệnh lý tâm thần khác. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là tiêu chuẩn DSM-5 nó khác với DSM-4 ở chỗ là họ xem đều hết tất cả các cái chức năng nhận thức tương đương như nhau, và giảm 2 chức năng nhận thức là đủ cái tiêu chuẩn DSM-5. Thì bàn về nguyên nhân của sa sút trí tuệ thì như hồi nãy tôi có nói là nguyên nhân hàng đầu của sa sút trí tuệ là bệnh Alzheimer. Thì người ta nhận thấy rằng bệnh Alzheimer là bệnh lý mà chết tế bào thần kinh, và cái vị trí mà tổn thương đầu tiên nó nằm là hải mã Thùy Thái Dương. Đây là hải mã Thùy Thái Dương. Thì cái hải mã Thùy Thái Dương là nơi lưu trữ thông tin các trí nhớ tình tiết gần. Chính vì vậy cho nên khi mà cái người bệnh bị tổn thương teo cái hải mã Thùy Thái Dương thì cái biểu hiện rất là sớm là giảm những trí nhớ tình tiết gần. Ví dụ như là những cái việc gì người bệnh vừa mới làm trong vòng
một hai ngày người bệnh bắt đầu là bị quên, thì điều đó nó giúp chúng ta chẩn đoán là cái biểu hiện sớm của cái bệnh Alzheimer. Và khi mà tổn thương ở hải mã thị dương, sau đó thì các sang thương nó lan rộng ra các cái cấu trúc khác như là thùy đảo, rồi cái thùy trán, thùy đính vân vân, và cuối cùng nó sẽ teo hết toàn bộ não bộ. Thì người ta thấy sinh bệnh học mà chính của bệnh Alzheimer, tức là trong não xuất hiện hai cái thể vùi, đó là mảng beta amyloid và các cái đám rối sợi thần kinh trong tế bào thần kinh. Việc hình thành mảng beta amyloid nó làm gián đoạn liên kết tế bào thần kinh, và cái việc hình thành đám rối sợi thần kinh trong tế bào thần kinh nó làm cho tế bào thần kinh bị chết đi, dẫn đến là cái mô não nó bị mất tế bào thần kinh, nó mất cấu trúc và sinh ra cái hiện tượng là teo não. Thì theo tiêu chuẩn DSM-5, người ta chẩn đoán bệnh Alzheimer là trên một người sa sút trí tuệ như sau. Đầu tiên là người bệnh phải thỏa tiêu chuẩn chẩn đoán sa sút trí tuệ. Rồi sau đó là người bệnh, nếu mà đây là một cái người mà trong tiền sử gia đình có nhiều người tới tuổi khoảng 40-50 bắt đầu giảm trí nhớ và sa sút trí tuệ Alzheimer, thì lúc đó người ta sẽ thỏa cái tiêu chuẩn đây là sa sút trí tuệ Alzheimer. Còn trong trường hợp không có tiền sử gia đình thì người ta cần người bệnh phải có 3 đặc điểm sau. Thứ nhất là có bằng chứng giảm trí nhớ và một chức năng nhận thức khác, bởi vì Alzheimer phải là giảm trí nhớ. Thứ hai là việc giảm trí nhớ này phải từ từ tăng dần, không có giai đoạn bình nguyên hoặc là giai đoạn dao động, mà nó phải từ từ tăng dần. Và thứ ba là phải có bằng chứng là không có nguyên nhân nào khác, ví dụ không có u não, không có tai biến mạch máu não, hoặc không có tình trạng viêm nhiễm thần kinh v.v. Thì khi đủ ba cái tính chất này kết hợp với tiêu chuẩn sa sút trí tuệ thì lúc đó chúng ta sẽ có chẩn đoán sa sút trí tuệ Alzheimer theo tiêu chuẩn DSM-5. Thì ngoài cái nguyên nhân mà thoái hóa là bệnh Alzheimer thì có nguyên nhân các nguyên thoái hóa khác, ví dụ như sa sút trí tuệ, thể Lewy, tráng thái dương, bệnh Parkinson hoặc nguyên nhân đột biến di truyền. Nhóm nguyên nhân thứ hai là nhóm nguyên nhân mà diễn tiến nhanh, tức là nhóm nguyên nhân mạch máu. Thì nguyên nhân mạch máu thì thường nó có thể xảy ra sau nhồi máu não lớn, sau xuất huyết não. Tuy nhiên, người ta thấy rằng là một cái tỷ lệ rất là lớn, cái người mà sa sút trí tuệ mạch máu nó có nhồi máu não lỗ khuyết mà yên lặng. Tức là cái người bệnh sẽ có những cái triệu chứng nhận thức bị suy giảm khá nhanh hoặc là khá đột ngột. Ví dụ như giảm khả năng điều hành, tức là chức năng mà lên kế hoạch sắp xếp công việc, nó diễn tiến từng nấc, và lúc đó thì chúng ta chụp hình ảnh học não, chúng ta thấy có những sang thương mạch máu, thì lúc đó chúng ta sẽ chẩn đoán được sa sút trí tuệ mạch máu. Và cái sa sút trí tuệ mạch máu này á, người ta thấy rằng là ở các nước châu Á thì nó chiếm tỷ lệ khá cao, ví dụ như là có thể lên tới 40 hoặc là thậm chí 50%. Thì theo DSM-5 để chẩn đoán cái sa sút trí tuệ nguyên nhân mạch máu thì đầu tiên cũng phải thỏa tiêu chuẩn sa sút trí tuệ. Cái thứ hai là cái về lâm sàng thì nó phù hợp với căn nguyên máu, tức là cái triệu chứng suy giảm nhận thức á, nó xảy ra cùng thời gian với cái biến cố bệnh lý mạch máu não. Ví dụ như người này là có cái dấu thần kinh định vị có yếu liệt, đã được chứng minh là có bệnh lý tai biến mạch não và sau đó người đó bị suy giảm nhận thức, thì lúc đó người ta sẽ chẩn đoán là sa sút trí tuệ mạch máu. Và người ta nhận thấy rằng trong các tình trạng suy giảm nhận thức thì nổi bật của sa sút trí tuệ mạch máu là suy giảm tập trung chú ý và chức năng điều hành của thùy trán. Và cái tiêu chuẩn thứ ba, tức là có bằng chứng bệnh lý mạch máu và các bệnh trên lâm sàng hoặc là giải thích bằng cái hình ảnh học và các triệu chứng, và đương nhiên tiêu chuẩn thứ tư là không có cái nguyên nhân nào khác giải thích cho các cái bệnh lý mạch máu não hoặc là sa sút trí tuệ, thì lúc đó người ta sẽ chẩn đoán là sa sút trí tuệ mạch máu trên lâm sàng. Ngoài ra thì người ta nhận thấy rằng là nguyên nhân sa sút trí tuệ, ngoài hai nhóm nguyên nhân lớn là Alzheimer mạch máu thì nó có những nguyên nhân khác đặc biệt là có thể điều trị được, ví dụ như chấn thương đầu, u não, nghiện rượu, ngộ độc kim loại, bệnh lý nội tiết, thiếu các vitamin, các nguyên nhân nhiễm trùng ví dụ như giang mai hoặc là do thuốc. Một số thuốc, ví dụ như nhóm thuốc mà chúng ta hay điều trị trên bệnh nhân mất ngủ hoặc trầm cảm như amitriptyline thì nó ức chế hệ thống acetylcholine, nó cũng góp phần làm cho người bệnh có biểu hiện chậm chạp giống như là sa sút trí tuệ.
Một số người trầm cảm thì người ta cũng làm cho cũng bị giảm sự tập trung chú ý, giảm và hay quên và bộc lộ trên lâm sàng giống như sa sút trí tuệ. Người ta gọi là những người này gọi là giả sa sút trí tuệ do nguyên nhân trầm cảm. Thì đối với khi chúng ta chẩn đoán một trường hợp sa sút trí tuệ thì chúng ta phải loại trừ nhóm nguyên nhân này, bởi vì nếu mà nó rơi vào nhóm nguyên nhân có thể điều trị được thì chúng ta chỉ cần giải quyết nguyên nhân thì người bệnh có thể phục hồi trở về bình thường. Chính vì vậy cho nên khi gặp một cái trường hợp chẩn đoán sa sút trí tuệ xong thì chúng ta phải tiến hành làm các cận lâm sàng. Cận lâm sàng đó bao gồm những xét nghiệm cơ bản để tìm xem người bệnh có những yếu tố thúc đẩy hoặc là có những nguyên nhân khác mà có thể điều trị gây sa sút trí tuệ hay không. Vậy đó chúng ta thường làm công thức máu xem có thiếu máu hay không, làm vitamin B12 xem có thiếu vitamin hay không, làm các chức năng sinh hóa, chức năng gan, thận, điện giải, đường huyết để xem có bệnh lý đi kèm hay không. Chức năng tuyến giáp thì người ta nhận thấy rằng tỷ lệ suy chức năng tuyến giáp rất là cao trên những người bị sa sút trí tuệ, đặc biệt là những người mà bị sa sút trí tuệ mà có rối loạn giấc ngủ, ban đêm thì khó ngủ mà ban ngày thì ngủ vùi nhiều thì đôi khi có thể thấy tình trạng suy giáp trên những người này. Rồi làm các miễn dịch về chẩn đoán giang mai. Trong một số trường hợp nghi mà nhiễm kim loại nặng thì chúng ta có thể làm thêm ví dụ như là đồng trong nước tiểu, hoặc là một số trường hợp là chúng ta nghi ngờ nhiễm HIV thì chúng ta sẽ làm thêm cái HIV test. Tuy nhiên quan trọng nhất trong cái chẩn đoán sa sút trí tuệ là người ta làm hình ảnh học. Hình ảnh học thì chúng ta có thể chụp hình CT hoặc MRI. Tuy nhiên chúng ta nên ưu tiên MRI bởi vì cái bệnh lý sa sút trí tuệ là bệnh lý mà nó tổn thương trong nhu mô não. Thì hình ảnh học MRI nó cho chúng ta thông tin rất tốt về nhu mô não và các xen thương bên trong nhu mô não. Trong trường hợp không thể chụp MRI được do các chống chỉ định hoặc là người bệnh không nằm yên để chụp được MRI thì chúng ta có thể chỉ định CT tạm thời thay thế. Thì trên hình ảnh học thì chúng ta có thể phát hiện được những nguyên nhân có thể điều trị được. Ví dụ như đây là một cái nhóm nguyên nhân là não ung thủy. Thì nếu mà chúng ta chứng minh được đây là một cái não ung thủy và thì chúng ta chỉ cần tiến hành là điều trị phẫu thuật dẫn lưu dịch não tủy, dẫn lưu não thất thì chúng ta có thể làm chức năng nhận thức bệnh nhân trở về bình thường. Hoặc đây là một cái tình trạng tụ máu mãn tính dưới màng cứng, hoặc là đây là một cái u màng não, đây là những nguyên nhân có thể điều trị được và chúng ta giải quyết xong thì tình trạng nhận thức bệnh nhân sẽ cải thiện rõ rệt. Cái nhóm nguyên nhân thứ thường chúng ta hay gặp nhất trên cái hình ảnh học đó là tình trạng teo não do bệnh lý thoái hóa. Ví dụ như đây là một cái người mà than phiền giảm trí nhớ nhiều và chúng ta chụp hình chúng ta thấy là cái hải mã thùy thái dương bị teo rất là nhiều, phía bên trái này teo nhiều hơn bên phải, và lúc này chúng ta biết được chúng ta đã gặp một cái người bệnh mà Alzheimer. Thì đây là cái giai đoạn nhẹ và giai đoạn nặng, chúng ta thấy teo não và mất luôn toàn bộ cái hải mã thùy thái dương luôn. Và một số trường hợp thì chúng ta thấy được cái tình trạng teo não kết hợp với những xan thương bệnh lý mạch máu não thì lúc đó nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta chẩn đoán được cái sa sút trí tuệ mạch máu. Thì sau khi chẩn đoán sa sút trí tuệ xong thì chúng ta sẽ tiến hành điều trị. Thì cái việc mà điều trị của cái sa sút trí tuệ đó thì đầu tiên người ta nói đến cái vai trò điều trị yếu tố nguy cơ, bởi vì là không phải tự nhiên mà hai người cùng độ tuổi với nhau mà một người lại bị suy giảm nhận thức và diễn tiến sa sút trí tuệ, một người thì lại khỏe mạnh và trí nhớ rất là tốt. Đó. Thì cái người mà bị suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ sớm hoặc là nhiều hơn cái người kia, chẳng qua người đó bị tác động bởi những yếu tố nguy cơ, thì người ta nhận thấy rằng là cái từ một người khỏe mạnh chuyển sang cái sa sút trí tuệ tiền lâm sàng, tức là có những cái xan thương gây sa sút trí tuệ trong não, thì thường cái người này là do thiếu tập thể dục, do bị stress, do chế độ ăn uống không phù hợp, do có những cái bệnh lý mạch máu não, ví dụ như tăng huyết áp, đái tháo đường, do có bệnh lý trầm cảm mà không điều trị được, và do cái người này là không được phát hiện và điều trị những cái bệnh lý mà tự miễn đi kèm, nó làm ảnh hưởng lên cái tổn thương não. Thì đối với trường hợp như vậy thì chúng ta cần phải tìm những yếu tố nguy cơ và chúng ta phải loại trừ. Thì ở đây á, nếu một người khỏe mạnh như chúng ta
thì thường chúng ta cần phải giải quyết nếu chúng ta xuất hiện những bất thường này. Ví dụ như chúng ta chưa có tập thói quen tập thể dục thường xuyên thì chúng ta phải bắt đầu từ ngày mai là phải tập thể dục. Thì cái tập thể dục nó yêu cầu là mỗi ngày, một tuần phải tập thể dục mà dạng vận động, ví dụ như chạy bộ hoặc đi bộ nhanh hoặc là nhảy aerobic, tổng cộng 1.5 tiếng một tuần. Nếu mà công việc chúng ta bị stress quá mức thì chúng ta có thể là phải sắp xếp làm sao mà công việc ta ít lại để tăng thời gian nghỉ ngơi, giảm stress. Rồi cái chế độ ăn khỏe mạnh, ví dụ như người Việt Nam chúng ta ăn chế độ ăn hiện tại đó, ví dụ như ít cơm, nhiều rau, trái cây, thì đó là chế độ ăn khỏe mạnh. Rồi nếu chúng ta có những bệnh lý mà nguy cơ, ví dụ như đái tháo đường, tăng áp, béo phì, mỡ máu tăng, thì chúng ta cần phải điều trị cho hết những nhóm bệnh lý này. Và nếu mà những người nào bị stress quá trầm cảm thì chúng ta cũng phải nên tiến hành là điều trị, gặp các chuyên gia tâm lý và hoặc bác sĩ tâm thần để điều trị trầm cảm. Rồi một khi mà chúng ta đã bắt đầu tổn thương não, xuất hiện những cái chất mà lắng động trong những mô não, thì người ta nhận thấy yếu tố nguy cơ cũng là yếu tố nguy cơ mạch máu và trầm cảm. Đây là những yếu tố nguy cơ chính thúc đẩy từ một người bình thường chuyển sang giai đoạn tiền lâm sàng, chuyển sang suy giảm nhận thức nhẹ và chuyển sang sa sút trí tuệ. Do đó, việc phát hiện yếu tố nguy cơ và điều trị yếu tố nguy cơ cho một người bệnh đến than phiền với chúng ta bị giảm trí nhớ là một điều rất là quan trọng. Giả sử như chúng ta phát hiện yếu tố nguy cơ, chúng ta loại bỏ hết thì nó sẽ làm giảm cái việc chuyển từ cái suy giảm nhận thức nhẹ sang sa sút trí tuệ rất là đáng kể. Thì trong các yếu tố nguy cơ này thì người ta nhận thấy rằng là việc điều trị yếu tố nguy cơ mạch máu là việc rất là quan trọng, bên cạnh với cái việc là tập thể dục hàng ngày. Nhóm điều trị thứ hai đối với sa sút trí tuệ đó là sử dụng những thuốc mà chống sa sút trí tuệ. Thì hiện nay á, chúng ta có hai nhóm thuốc chính để điều trị sa sút trí tuệ, đó là nhóm thuốc kháng men và nhóm điều hòa thụ thể NMDA. Thì cái nhóm thuốc kháng men này á, nó được bắt đầu từ năm 1980, người ta phát hiện ra rằng là cái chất dẫn truyền thần kinh rất là quan trọng trong quá trình mà thực hiện chức năng nhận thức, đó là acetylcholine. Và acetylcholine này nó có nhiệm vụ liên kết các tế bào thần kinh. Tuy nhiên khi acetylcholine phóng thích vào khe synapse để tiếp hợp với thụ thể mà hậu synapse thì nó sẽ bị một cái men gọi là men acetylcholinesterase phá hủy. Chính vì vậy nên đối với những trường hợp sa sút trí tuệ, người ta sử dụng những nhóm thuốc mà ức chế cái men acetylcholine, giúp cho cái lượng acetylcholine này nó tồn tại trong synapse lâu hơn, nó gắn kết với các thụ thể và giúp gia tăng sự gắn kết tế bào thần kinh, làm cải thiện chức năng nhận thức. Thì từ cái việc phát hiện cái giả thuyết cholinesterase thì người ta mới tiến hành nghiên cứu các thuốc, và cho đến nay thì người ta đã có 3 loại thuốc mà sử dụng thường xuyên trên lâm sàng, đó là donepezil với tên thương mại là Aricept, rivastigmin với tên thương mại là Exelon và galantamine với tên thương mại là Remineal, thì đã được sử dụng cho đến nay. Và cái thuốc này được chỉ định cho cái giai đoạn nhẹ đến trung bình, và hiện nay là cũng được chỉ định luôn cho cả giai đoạn nặng. Xin lỗi mấy bạn, tôi có cái điện thoại của trường.
Rồi, xin lỗi mọi người nha, tại vì có cái cuộc gọi điện thoại từ trường gọi, khoa y gọi, cho nên tôi phải gián đoạn đi xíu. Rồi, thì ta tiếp tục quay lại cái màn hình ha. Thì các cái tiến bộ vào đây, thì ba cái thuốc thuộc nhóm thuốc kháng men là Donepezil, Rivastigmin và Galantamin. Thì sau đó thì người ta tìm thêm một giả thuyết nữa là giả thuyết glutamic. Thì người ta nhận thấy rằng là ở cái vùng mà hải mã, thủy thái dương cũng như là ở các vùng não khác thì có rất là nhiều các cái tế bào nó có thụ thể với lại cái glutamate. Thì khi mà cái glutamate mà nó gắn lên cái thụ thể NMDA này nó sẽ mở kênh và ion canxi sẽ đi vào trong tế bào. Thì bình thường cái việc mà mở kênh ion bởi glutamate này nó thực hiện một cách điều hòa. Chính vì vậy cho nên là nó không bị ảnh hưởng. Nhưng trong cái trường hợp mà bệnh Alzheimer ở giai đoạn trung bình và nặng thì cái glutamate được tạo thành khá nhiều do các tế bào thần kinh nó phóng thích. Thì việc glutamate gắn lên các thụ thể NMDA này làm cho các cái thụ thể này nó mở hàng loạt và dẫn đến là canxi tràn vào trong tế bào và chết tế bào. Chính vì vậy cho nên khi mà ta tìm được giả thuyết glutamate này thì người ta mới tìm cái thuốc nó điều hòa cái thụ thể glutamate, đó là memantin. Và năm 2004 thì memantin này đã được đưa vào sử dụng trên lâm sàng cho cái giai đoạn Alzheimer giai đoạn trung bình đến nặng và được điều trị cho tới nay. Thì bên cạnh cái việc mà điều trị loại trừ yếu tố nguy cơ, điều trị các cái bằng thuốc chống sa sút trí tuệ, thì người ta nhận thấy rằng là tập luyện nhận thức là một điều rất là quan trọng. Thì lý do tại sao tập luyện nhận thức là một điều quan trọng đối với cái việc điều trị sa sút trí tuệ? Thì chúng ta nên biết rằng là não chúng ta nó gọi là đơn vị thần kinh mạch máu. Khi mà não mà nó hoạt động thì cái hệ thống mạch máu tới cái vùng não đó nó mới mở và tưới máu nó sẽ tăng lên nhiều hơn ở những vùng não không hoạt động. Điều này nó đã chứng minh trên các cái nghiên cứu về hình ảnh học chức năng. Khi mà não các vùng nó thực hiện chức năng thì sẽ có hiện tượng tăng tưới máu và tăng chuyển hóa, tăng cái hoạt động trao đổi chất tại cái vùng não hoạt động. Chính vì vậy cho nên khi chúng ta điều trị bệnh nhân sa sút trí tuệ như là Alzheimer, nếu chúng ta cho bệnh nhân sử dụng thuốc để điều trị mà chúng ta không hỗ trợ, không hướng dẫn người nhà và bệnh nhân tập luyện nhận thức thì cái hoạt động, cái não bộ nó không có hoạt động và cái việc mà tưới máu cũng như là việc điều trị tăng dẫn truyền thần kinh để kết nối tế bào thần kinh nó không thực hiện tốt, dẫn đến cái việc điều trị nó sẽ bị thất bại. Do đó, can thiệp nhận thức là một điều rất là quan trọng trong cái việc mà điều trị sa sút trí tuệ. Và hiện nay người ta có ba cái phương pháp mà điều trị can thiệp nhận thức. Thứ nhất là tập luyện nhận thức, thứ hai là phục hồi nhận thức và thứ ba là kích thích nhận thức. Tập luyện nhận thức là sao? Tập luyện nhận thức tức là cái phương pháp mà chúng ta dành cho những người còn suy giảm nhận thức nhẹ, vẫn còn nhận biết và cảm nhận mình hay quên và cố gắng làm các hoạt động liên quan đến nhận thức để cải thiện nhận thức. Ví dụ như cố gắng học ngoại ngữ, cố gắng chơi nhạc, cố gắng đọc báo, xem TV v.v. thì đó là những liệu pháp tập luyện nhận thức. Phục hồi nhận thức là một cái liệu pháp mà dành cho những người giảm trí nhớ, chức năng nhận thức nhiều. Tuy nhiên ở mức độ là giai đoạn sớm thì những người này khi đến các cái đơn vị sa sút trí tuệ, người ta sẽ cho những cái bài tập để sửa chữa từng cái chức năng nhận thức để giúp cải thiện nhận thức. Và kích thích nhận thức là một cái liệu pháp dành cho những cái người mà sa sút trí tuệ ở mức độ trung bình hoặc là nặng. Thì những người này họ không còn tự động để mà
tập luyện để phục hồi nhận thức nữa, mà những người này họ sẽ được tập trung lại thành từng nhóm và họ sẽ sinh hoạt với nhau, và cái việc sinh hoạt với nhau đó nó sẽ được hỗ trợ bởi những kỹ thuật viên giúp cho cái não bộ hoạt động, dẫn đến là cái tình trạng nhận thức họ được kích thích, là gọi là phương pháp kích thích nhận thức. Thì cho đến nay ba phương pháp tập luyện nhận thức, phục hồi nhận thức và kích thích nhận thức, thì người ta thấy cái phương pháp kích thích nhận thức nó giúp cho cái người bệnh vui vẻ hơn, hòa đồng hơn và cải thiện chức năng nhận thức khá là tốt, và đã được đưa vào cho các cái hoạt động tại các cái đơn vị trí nhớ sản xuất trí tuệ cũng như là các cái trung tâm điều trị ban ngày về cho những người bị sa sút trí tuệ. Bên cạnh cái việc mà tập luyện nhận thức thì người ta có những liệu pháp kích thích nhận thức khác. Ví dụ đây là một cái bài báo nói về cái việc mà kích thích não bằng cái từ trường xuyên sọ hoặc kích thích não bằng dòng điện một chiều. Và sau khi mà người bệnh được kích thích bằng cái liệu pháp này thì người ta nhận thấy rằng là các cái hoạt động nhận thức cải thiện hơn một thời gian sau khi được kích thích. Thì như tôi nói lúc ban đầu, cho đến nay mặc dù chúng ta đã đưa ra rất là nhiều các phương pháp điều trị, tuy nhiên quá trình sản xuất trí tuệ là một quá trình tiến triển tăng dần. Do đó cái việc điều trị phòng ngừa để đừng đi vào sản xuất trí tuệ là điều rất quan trọng. Cho nên cái việc mà do đó chúng ta cần phải đề cao việc phòng ngừa, bao gồm là loại trừ yếu tố nguy cơ, ăn uống đúng mực, tinh thần sảng khoái, giữ gìn cơ thể gọn gàng và tập thể dục đều đặn. Thì phần trình bày của tôi đến đây là hết. Nếu mà các bạn có gì thắc mắc, tôi sẽ quay lại màn hình chính. Nếu các bạn có gì thắc mắc thì chúng ta sẽ có thể giơ tay hỏi hoặc là đặt những câu hỏi thì tôi sẽ trả lời cho các bạn. Alo, lớp mình nghe xong rồi, có cái vấn đề gì thắc mắc mấy bạn có thể hỏi trực tiếp hoặc là gõ cái câu hỏi trên cái ô chat để tôi trả lời. Dạ, thưa thầy, em có câu hỏi là cái bản MMSE của thầy thì mình có thể sử dụng cái chức năng mà bệnh nhân bị tổn thương trên cái điểm MMSE đó để chẩn đoán sản xuất trí tuệ luôn được, hay là mình phải hay là khi bệnh nhân có suy giảm điểm trên MMSE thì mình phải đánh giá lại cái toàn bộ chức năng nhận thức của bệnh nhân? Rồi, cảm ơn em. Thì cái việc mà chẩn đoán và điều trị sa sút trí tuệ nó sẽ nhiều nơi có thể làm được. Thì đơn giản nhất á, là chúng ta chỉ cần là hỏi được bệnh sử, chúng ta khám và không thấy một cái dấu thần kinh định vị, rồi sau đó chúng ta làm thang điểm MMSE và MMSE nó dưới 24 điểm, là lúc đó chúng ta sẽ chẩn đoán có sa sút trí tuệ. Và nếu mà cái sa sút trí tuệ này dựa trên cái nền tảng là cái giảm trí nhớ là hàng đầu và diễn tiến từ từ tăng dần giống như là tiêu chuẩn DSM-5 yêu cầu, thì lúc đó chúng ta và bên cạnh đó chúng ta sẽ cho chụp một cái hình MRI não và các xét nghiệm máu cơ bản. Thì và cái MRI não chúng ta chỉ thấy là hình ảnh teo não, ví dụ chúng ta thấy là teo não hay mạng thủy thủy dương, thì lúc đó chúng ta sẽ chẩn đoán được là Alzheimer. Và như vậy là chúng ta tiến hành điều trị luôn. Chúng ta không cần phải làm thêm những cái test mà chuyên sâu. Tuy nhiên thì tại một số đơn vị sa sút trí tuệ thì bên cạnh cái việc làm test nhận thức thì người ta có thể tiến hành làm thêm những test chuyên sâu hơn để mà chẩn đoán cho những cái trường hợp mà khó hoặc là những trường hợp không rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ rằng là hiện nay đó, cái tỷ lệ mà sa sút trí tuệ của chúng ta là
5% những người trên 60 tuổi. Như vậy, với người Việt Nam chúng ta là chúng ta có khoảng 500.000 người bệnh sa sút trí tuệ, mà tỷ lệ khoảng 60-80% bị sa sút trí tuệ là Alzheimer. Như vậy chúng ta có trong tầm khoảng là 350.000-400.000 người bị Alzheimer, nhưng chúng ta chưa phát hiện được và chúng ta chưa điều trị. Do đó, chúng ta sẽ với số lượng lớn như vậy, chúng ta không thể nào chúng ta làm một cách cầu toàn tất cả các chức năng nhận thức. Cho nên chúng ta sẽ đơn giản hóa, chúng ta sẽ hỏi bệnh sử và khám một cách cẩn thận, sau đó làm một thang điểm MMSE và làm thêm cận lâm sàng để xác định chẩn đoán mà chúng ta sẽ tiến hành điều trị. Thì còn khi mà nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta làm hết toàn bộ bộ test thì cũng tốt, nhưng mà để điều trị thì chúng ta cần MMSE là đủ rồi. Có một bạn hỏi là các thuốc điều trị loại nào có ở Việt Nam và liều dùng ra sao. Thì hiện nay đó, ở Việt Nam của chúng ta đó là có đủ luôn cả 4 cái thuốc mà tôi có đề cập đến. Đó là cái Donepezil. Thì Donepezil á, nó có tên thương mại là Aricept, tôi gọi đây. Aricept. Đó là tên của Donepezil. Còn Galantamine thì tên thương hại của nó là Remenil. Còn cái thuốc thứ ba là cái Rivastigmine thì lúc trước nó có, nhưng mà sau này bị rút ra khỏi thị trường. Đó là Echelon, thì miếng dán nhưng mà đã rút ra khỏi thị trường. Còn đối với nhóm mà điều hòa thụ thể NMDA á, thì chúng ta có cái thuốc, nó tên thương mại của nó là Ebisa. Ebisa 10mg. Hiện nay chúng ta có 3 nhóm thuốc này. Thì về Aricept á, thì chúng ta có cái viên là viên 5mg và viên 10mg. Cách sử dụng của cái nhóm mà Aricept á, là chúng ta sẽ khởi đầu bằng viên 5mg buổi tối. Rồi sau 4 tuần chúng ta đánh giá trở lại. Nếu mà tình trạng bệnh nhân đáp ứng tốt thì chúng ta tiếp tục duy trì liều 5mg đó. Còn nếu mà tình trạng bệnh nhân đáp ứng tốt nhưng mà nó chưa có cải thiện thì chúng ta có thể tăng lên liều 10mg. Và liều 10mg là liều duy trì của cái nhóm thuốc Aricept. Còn Remenil thì cái viên của nó là viên nang 8mg và chúng ta sẽ khởi đầu là viên 8mg buổi tối. Sau 4 tuần bệnh nhân không có bị tác dụng phụ và đáp ứng tốt thì chúng ta sẽ tăng lên cái liều là 8mg, 2 viên, viên sáng và viên tối, và chúng ta sẽ duy trì cái liều là 16mg. Nếu dùng một thời gian mà bệnh nhân đáp ứng không còn tốt nữa thì chúng ta có thể tăng lên là 24mg, tức là 3 viên một ngày. Cái Aricept và Remenil này được chỉ định cho bệnh Alzheimer giai đoạn nhẹ tới trung bình, và trong khi và cả giai đoạn nặng cũng có thể sử dụng được. Còn nhóm Ebisa, Ebisa là điều hòa thụ thể MDA, nó được sử dụng trong cái trường hợp mà là bệnh Alzheimer giai đoạn là trung bình đến nặng. Thì cái cách sử dụng của cái Ebisa này á, nó là viên 10mg, thì chúng ta sẽ sử dụng là liều thấp tăng lên từ từ. Ví dụ tuần đầu thì chúng ta sẽ sử dụng nửa viên tối, tuần thứ hai thì chúng ta sử dụng là nửa viên tối, nửa viên sáng. Tuần thứ ba thì chúng ta sử dụng là nửa viên sáng, một viên tối. Và tuần thứ tư là chúng ta sẽ đưa lên là một viên sáng, một viên tối. Và cái liều là hai viên mỗi ngày chia làm hai, một viên sáng, một viên tối này sẽ được duy trì cho tới khi mà liên tục luôn. Và cái Ebisa này được sử dụng phối hợp chung với lại cái nhóm Donepezil và Galantamine. Khi mà điều trị những cái nhóm này thì chúng ta chú ý tác dụng phụ. Thì cái nhóm mà Donepezil và Galantamine, tức là nhóm thuốc kháng men, bởi vì nó sẽ ức chế cái men acetylcholinesterase, tức là nó sẽ đẩy cái hoạt động của hệ thống phó giao cảm lên, cho nên người bệnh sẽ bị một số tác dụng phụ. Ví dụ như là mới bắt đầu dùng, người ta có thể cảm giác là mệt, rồi buồn ói, rồi một số trường hợp bệnh nhân có thể tăng nhu động ruột, tiêu chảy, đó là và nó có thể làm
chậm nhịp tim, cho nên chúng ta phải lưu ý đối với cái nhóm này ở giai đoạn đầu. Còn cái nhóm mà điều hòa tụ thể MBA thì gần như là không có tác dụng phụ đáng kể nào. Có một câu hỏi là khi điều trị thì mình theo dõi như thế nào để đáp ứng điều trị trên bệnh nhân? Rồi, đây là một câu hỏi rất là hay. Thì cái việc mà theo dõi điều trị của cái người bệnh mà sa sút trí tuệ như Alzheimer thì mình sẽ theo dõi điều trị, nó có nguyên một cái bảng mà hướng dẫn chúng ta theo dõi. Ví dụ như là chúng ta sẽ bắt đầu điều trị, chúng ta sẽ có cái điểm MMSE. Thì chúng ta sẽ điều trị 3 tháng, chúng ta sẽ đánh giá trở lại. Vì nguyên tắc điều trị sa sút trí tuệ nếu mà không xấu đi, tức là người bệnh đã đáp ứng điều trị. Nên nếu chúng ta làm sau 3 tháng chúng ta đánh giá lại điểm MSE bệnh nhân không xấu đi hoặc là cải thiện lên tốt điểm tốt hơn, tức là đáp ứng điều trị, và chúng ta sẽ theo dõi cái điểm MMSE và đáp ứng trên lâm sàng thông qua những cái lời kể về cái tình trạng nhận thức của người bệnh, những hành vi của bệnh bởi người nhà, và mỗi 6 tháng chúng ta đánh giá một lần. Thì đó là cái cách mà mình sẽ tiến hành theo dõi. Một số trường hợp người ta nhận thấy là điểm MMSE nó do điểm MMSE nó được chia là 30 điểm, cho nên là cái việc đánh giá về điều trị đáp ứng á, nhiều khi nó không rõ ràng. Cho nên là nhiều khi bảo hiểm y tế ở các nước, ví dụ như Úc, người ta yêu cầu là nếu mà sau khi mà đánh giá 2 lần, tức là 3 lần MMSE mà thấy không cải thiện rõ rệt, thì người ta có thể yêu cầu mình đánh giá những cái thang mà nó chi tiết hơn, ví dụ như ADAS-Cog. Thì cái thang này là nó đánh giá chia nhỏ cái chức năng ra và đánh giá lên tới 70 điểm hơn. Chính vì vậy cho nên là nó nhạy hơn cái thang MMSE trong quá trình theo dõi cho người bệnh. Dạ, thưa thầy, cho em hỏi là cái tại Alzheimer có cái chỗ tiêu chuẩn là không có giai đoạn bình nguyên đó này. Thì ở một bệnh nhân mà người ta tới với mình ở giai đoạn khá là trễ nữa, mà mình chỉ có thể khai thác điện tử từ người nhà tôi cũng gì vậy, thì làm sao để biết hỏi được cái chuyện mà không có giai đoạn bình nguyên đó. Đấy. Thì thật ra cái này thật ra thì cái này là mình dựa vào hỏi bệnh sử là chính. Thì thường á thì cho tới bây giờ thì theo tôi thấy á, thì mình hỏi bệnh sử mình thấy mình đánh giá được cái tình trạng này. Giai đoạn bình nguyên này á, là nó những cái bệnh mà kéo dài như là bệnh Alzheimer đi, thì thường á cái giai đoạn bình nguyên của nó, tức là người ta sẽ kể cho mình rất là rõ, tức là bệnh nó cứ từ từ tan dần. Còn nếu mà ví dụ như một cái người bệnh mà người ta dùng như những người mà họ không phải là bệnh mất trí nhớ, mà người ta thuộc cái nhóm là những người mà bị gọi như giống như là đãng trí, thì người nhà nói là không, cái này là từ lúc mà 40 tuổi cũng đã hay quên vậy, và cho tới 50-60 tuổi cũng hay quên vậy, gần như là nó quên đều như vậy, và cái sinh hoạt cuộc sống cũng dễ như vậy hoài, cũng chẳng cần ai giúp đỡ gì hết. Thì rõ ràng người này nó còn có một giai đoạn bình nguyên kém dài, cho nên thật sự để đánh giá về cái gọi là không có giai đoạn bình nguyên thì mình dựa vào hỏi bệnh sử là chính. Còn ví dụ như là trong cái để phân biệt với một số trường hợp bệnh lý, ví dụ như sa sút trí tuệ thể Lewy. Sa sút trí tuệ thể Lewy này một trong những đặc điểm lâm sàng của nó là nó sẽ có hiện tượng dao động trong ngày. Ví dụ như có những người là buổi sáng thì tỉnh táo, nhưng mà tới chiều là bắt đầu là gà gật rồi lú lẫn, nói sai đúng, mất tập trung chú ý, nhưng mà hôm sau lại trở về bình thường. Như vậy nó có hiện tượng dao động để phân biệt với những trường hợp này. Ở đây có một câu hỏi nè, nên khởi đầu bằng nhóm thuốc nào và khi nào kết hợp hai nhóm thuốc với nhau? Dựa vào trên kết quả cái nghiên cứu thì cho đến nay á, thì cái hiệp hội là Alzheimer Hoa Kỳ và hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ đã kết hợp với nhau và đưa ra cái chỉ định cho cái nhóm thuốc kháng men như sau. Thì nếu mà người bệnh là bệnh Alzheimer thì mình sẽ chỉ định là hoặc là Aricept, hoặc Remenil, hoặc là Ebisa bình thường. Thì cái việc
mà chọn lựa nhóm nào trong nhóm thuốc kháng men thì tùy bác sĩ, tùy theo cái điều kiện của từng nơi. Có những người thì thích dán thì người ta sẽ xài cái miếng Echelon. Có những người mà thích chỉ uống ngày một lần thì người ta xài Aricept. Còn nếu mà thích chia làm nhiều lần thì người ta xài Remenil. Cho nên việc chọn lựa đầu tiên của nhóm thuốc kháng men thì đối với nhóm bệnh Alzheimer thì nó không khác nhau, nó tùy thuộc vào cái quan điểm của mỗi bác sĩ. Tuy nhiên, ví trong trường hợp mà cái chẩn đoán này là sa sút trí tuệ mạch máu đơn thuần thì người ta sẽ chọn đầu tiên là cái nhóm Donepezil Aricept. Còn trong trường hợp là bệnh Alzheimer kết hợp với bệnh lý mạch máu não thì chúng ta có thể chọn Donepezil Aricept hoặc là Galantamine Remenil. Còn cái nhóm thuốc mà nhóm Rivastigmine mà miếng dán hiện nay không có trên thị trường Việt Nam thì nó sẽ được chỉ định trong bệnh Alzheimer và bệnh sa sút trí tuệ thể Lewy hoặc đi kèm bệnh Parkinson. Còn riêng đối với lại cái hiện nay chúng ta không có cái nhóm mà miếng dán Rivastigmine thì đối với trường hợp sa sút trí tuệ đi kèm bệnh Parkinson hoặc thể Lewy thì các nghiên cứu thấy rằng là vẫn có thể sử dụng cái nhóm Donepezil là Aricept sử dụng. Như vậy, nếu mà nói về phổ rộng thì hiện nay là cái phổ mà rộng nhất cho cái nhóm thuốc kháng men là cái nhóm Donepezil Aricept. Nó có thể sử dụng được trên sa sút trí tuệ Alzheimer, sa sút trí tuệ mạch máu, Alzheimer kết hợp với bệnh lý mạch máu não và cả sa sút trí tuệ thể Lewy. Như vậy có thể nói là nó điều trị được trên gần khoảng là 99%, xin lỗi, khoảng 95 cho tới 99% nguyên nhân của sa sút trí tuệ. Đối với cái nhóm mà memantine thì người ta sẽ chỉ định khi nào chẩn đoán trên lâm sàng là sa sút trí tuệ giai đoạn trung bình trở đi. Ví dụ như một người Alzheimer, chúng ta làm MMSE và chúng ta thấy cái điểm của người này là từ dưới 20 thì như vậy chúng ta có là giai đoạn trung bình. Thì chúng ta sẽ tiến hành là kết hợp giữa nhóm memantine với lại cái nhóm mà cái kháng men đã có sẵn của người bệnh. Ở đây có một câu hỏi nữa là thầy cho em hỏi, ở những bệnh nhân không biết chữ hay giảm thị lực, giảm thính lực thì đánh giá MMSE chọn điểm cắt như thế nào? Đối với những người mà không biết chữ, giảm thị lực, giảm thính lực thì thường là cái việc mà sử dụng những cái điểm rất là khó khăn. Thông thường thì chúng ta có thể là cho cái điểm mà cần giữ chức năng đó là đầy đủ điểm. Ví dụ như bây giờ thay vì là người ta không thấy đường cho nên không vẽ được hình thì người ta, đương nhiên người ta không vẽ thì người ta không có điểm thì người ta cho họ đầy đủ điểm luôn đi. Thì như vậy á, thì nếu mà cái điểm người đó người 23 điểm, 24 điểm, người ta cho cái điểm đó vô luôn thì được 25 điểm, thì cái mức độ của họ là chưa phải là suy giảm nhận thức, chưa phải là sa sút trí tuệ. Cái việc mà khi mà mình khám trên lâm sàng và mình hỏi và cái bệnh sử của người này nó chứng minh được người này có giảm nhiều chức năng nhận thức và ảnh hưởng hoạt động sống thì mình có thể chẩn đoán đây là sa sút trí tuệ trên lâm sàng và mình có thể tiến hành điều trị luôn. Song song khi khi mình chẩn đoán được trên lâm sàng đó rồi thì mình làm những cận lâm sàng để loại trừ những nguyên nhân thể điều trị được. Ví dụ như lỡ bệnh nhân có cục u mà chúng ta chẩn đoán Alzheimer thì điều trị rất là nguy hiểm. Thì chúng ta có thể tiến hành, còn cái test vào thời điểm đó, ví dụ như giờ cái ông này ổng mù mà điếc, mình làm cái test của ổng là được 18 điểm. Rồi mình để đó, mình tiến hành điều trị sa sút trí tuệ. Sau đó 6 tháng sau mình đánh giá lại xem cái điểm của họ 18 điểm có xấu hơn không hoặc tốt lên, thì lúc đó mình sẽ đánh giá hiệu quả điều trị. Ở đây có bác sĩ nào mà chuyên về nội tiết?
Thì một cái nghiên cứu gần đây đó, người ta thấy rằng là 65% người bệnh đái tháo đường sẽ phát triển thành bệnh Alzheimer. Cho nên nếu mà bác sĩ nào mà điều trị bệnh nội tiết, thì nếu mà bệnh nhân mà nhập vào bệnh viện nằm tại khoa mình, thì một nghiên cứu ghi nhận là 50% bệnh đái tháo đường nằm trong bệnh viện là bị sa sút trí tuệ. Còn nếu mà bệnh nhân ngoại trú thì là khoảng 20%, 16-20% người bệnh mà trong tay của mình điều trị ngoại trú là bị sa sút trí tuệ. Do đó mà mấy bạn nên lưu ý, nếu mà mình có trong tay người bệnh đái tháo đường, mình lưu ý mình tầm soát thử xem họ có bị sa sút trí tuệ không để điều trị sớm cho họ. Có một câu hỏi là cho em hỏi thang điểm đánh giá sa sút trí tuệ trên người chăm sóc IQ Code ADB có vai trò thế nào so với MMD khi tiếp cận một người nghi ngờ sa sút trí tuệ. Đây thì những cái thang điểm mà nếu mình xếp loại cái điểm thì IQ Code ADB là những thang điểm tầm soát ngắn, tức là nó đơn giản, nó giống như là thang điểm Minicog, nó cũng đơn giản. Thì những cái thang điểm này á, là những thang điểm mà cái giá trị tầm soát của nó về cái mức độ là nó thấp hơn MMSE. Về cái IQ Code là một cái thang điểm nó dùng bộ câu hỏi hỏi người nhà bệnh nhân để mà đánh giá vào cái thời điểm cách đây 10 năm, 20 năm so với hiện tại thì cái tình trạng người bệnh có bị suy giảm hay không, để họ đánh giá cái khả năng bị sa sút trí tuệ. Và cái điểm IQ Code này thường là để dùng để tầm soát cho những người mà nhập viện vào giai đoạn cấp mà họ mình không tiếp cận được để mình đánh giá, thì mình sẽ hỏi người nhà. Thì có một cái nghiên cứu mà của Hiệp hội Alzheimer của Mỹ, thì người ta nhận thấy rằng là khi kết hợp cái thang điểm IQ Code với một cái thang điểm ngắn thì có thể làm tăng cái giá trị chẩn đoán tầm soát cái bệnh sa sút trí tuệ Alzheimer lên. Cho nên là chúng ta có thể sử dụng MMSE hoặc là chúng ta sử dụng IQ Code và kết hợp với một thang điểm ngắn để mà phát hiện người bệnh sa sút trí tuệ. Rồi, nếu mà không bạn nào hỏi nữa thì chắc là lớp mình cũng đã rõ ràng cái nhóm bệnh này rồi. Thì các bạn là bác sĩ chuyên về lão khoa thì tỷ lệ bệnh lý sa sút trí tuệ, đặc biệt Alzheimer càng lúc càng tăng. Nên tôi nghĩ là các bạn nên trang bị kiến thức về nhóm bệnh này để song song với việc điều trị những người bệnh lớn tuổi chúng ta, thì chúng ta phát hiện sớm và điều trị những cái triệu chứng suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ cho bệnh nhân. Thì phần lớp chúng ta đến đây là hết. Xin chào tất cả các bạn.